Hi, chào các bạn đã vào channel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về phrasal verb, tức là động từ mà theo sau nó có những cái giới từ nó sẽ đổi nghĩa của những cái động từ đó. Các bạn nào chưa xem những bài mình đã đưa trước đây về phrasal verbs thì các bạn nên xem. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về động từ ask. Ask có nghĩa là hỏi. Thí dụ chúng ta hỏi đường, chúng ta hỏi một câu hỏi thì cái đó là động từ ask. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta thêm một cái giới từ, thí dụ như là around, hoặc là for, hoặc là giới từ out, thì nó đổi cái nghĩa của động từ đi. Bây giờ chúng ta sẽ học cái động từ phrasal verb về động từ ask. Đầu tiên đó là ask around. Around. Around là vòng vòng. Quay quanh như thế này là around. Thành ra ask around, tức là hỏi vòng vòng. Thí dụ chúng ta đi mà chúng ta hỏi vòng vòng coi người này người kia biết hay không đó thì chúng ta dùng là ask around. Thí dụ như chúng ta nói là tôi hỏi vòng vòng và không có ai biết về nó hết, về cái tin tức đó, đó thì chúng ta nói như thế này: I asked around and nobody knew about it. I asked around and nobody knew about it. Hoặc là chúng ta nói là để tôi hỏi vòng vòng xem coi mọi người hoặc là coi có ai đó có muốn đi xem phim cuối tuần này không? Thì chúng ta nói như thế này: Let me ask around to see if anyone wants to go to the movies this Saturday. Let me ask around to see if anyone wants to go to the movies this Saturday. Kế đến là ask for. Ask for có ba nghĩa. Nghĩa đầu tiên đó là khi chúng ta kêu gọi món ăn. Cái món mà chúng ta gọi đó, chúng ta ask for cái đó, chúng ta đòi hỏi, chúng ta kêu cái đó. Cái nghĩa thứ hai đó là có nghĩa là chuốc lấy, tức là tự mình chuốc lấy, mình sẽ giải thích thêm cái đó. Và cái nghĩa thứ ba đó là xin gặp ai đó cụ thể. Thí dụ như là tôi gọi nước lạnh nhưng mà họ lại đưa cho tôi nước trà thì mình nói như thế này: I asked for water but they gave me tea. I asked for water, but they gave me tea. I asked for water, but they gave me tea. Tức là tôi gọi trà, tôi kêu nước lạnh mà họ lại đưa cho tôi nước trà. Hoặc là chúng ta nói ai đó, đừng có quên là lấy cái receipt nha, đừng có quên là lấy cái biên lai. Nếu mà người ta không đưa cho mình thì mình phải yêu cầu người ta, mình phải đòi hỏi người ta đưa. Thì mình cũng dùng chữ ask for. Thí dụ mình nói như thế này: đừng có quên là xin cái receipt, đừng có quên đòi hỏi cái biên lai, đừng có quên xin biên lai. Thì chúng ta nói như thế này: Don't forget to ask for the receipt. Receipt là biên lai nha các bạn, nó viết như thế mà mình không phát âm cái chữ P, chữ B phở ở trong đó, mình đọc là receipt. Cái chữ B phở này nó cầm. Đừng quên là don't forget to ask for, tức là đòi hỏi, yêu cầu, yêu sách. Don't forget to ask for the receipt. Kế đến là mình nói thí dụ như cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa mà mình tự chuốc lấy đó. Thí dụ như mình nói nếu mà anh đi vào cái khu đó ban đêm thì là anh xứng đáng bị nguy hiểm. Thí dụ như là mình nói If you go into that part of town at night, you are asking for trouble. Asking for trouble tức là mình tự chuốc lấy cái trouble, tức là những cái phiền phức, phiền toái. Cái câu này có nghĩa là tự trách móc, tức là nếu mà anh biết cái khu đó nó bất ổn, bất an mà anh đi vô đó thì coi như là anh tự tìm cái nguy hiểm cho mình, tự tìm cái trouble. If you go into that part of town at night, you are asking for trouble. If you are going to that part of town at night, you are asking for trouble. Hoặc là cái câu cuối cùng là cái nghĩa là xin gặp ai đó. Mình nói là nếu, thí dụ mình nói nếu anh cần giúp đỡ thì anh gọi vào bệnh viện và xin gặp tôi. Thì mình nói như thế này: If you need help, call the hospital and ask for me. If you need help, call the hospital and ask for me. Là chúng ta vừa học qua ba cái nghĩa khác nhau của ask for. Và cuối cùng là ask out. Out là ra bên ngoài, out là ở bên ngoài. Ask out tức là hỏi ra.
cái câu ask out đó người Mỹ dùng rất là nhiều để mà diễn tả mình mời ai đó đi chơi, nhất là nam nữ, thường là đàn ông. Nếu mà người đàn con trai mời người con gái đi chơi, thích cái người đó đến và hỏi là ồ, bạn có rảnh không, bạn có thể đi ăn với mình, đi chơi tuần này với mình không, thì cái hành động đó mình gọi là asking out. Thí dụ như mình nói với bạn mình mà nói nếu mà anh thích cô ta thì anh phải mời cô ta đi chơi, thì mình nói như thế này: if you like her you need to ask her out. If you like her you need to ask her out. Tức là nếu anh thích cô ta thì anh phải mời cô ta đi chơi. Hoặc là người nào đó mời mình, rủ mình đi ăn, nhưng mà mình muốn hỏi cho rõ ràng đây là đi này là có phải là hò hẹn hay là chỉ đi ăn đơn thuần, mình có thể nói là anh đang rủ tôi đi chơi, anh đang rủ tôi hò hẹn đó hả? Thì mình nói là are you asking me out? Are you asking me out? Thành ra cái asking out ở đây có nghĩa là rủ đi chơi, mời đi chơi nha các bạn. Hoặc là một cái thí dụ nữa là tôi muốn mời cô ấy đi chơi nhưng mà tôi nhát quá, tôi thấy cô ấy thích, tôi muốn rủ cô ấy đi chơi nhưng mà tôi nhát, tôi không đủ bản lãnh, không đủ can đảm để mà tôi mời, thì mình nói như thế này: I want to ask her out but I'm too chicken. I want to ask her out but I'm too chicken. Các bạn thấy chicken đây là con gà, nhưng mà cái tiếng lóng đó, danh tính từ chicken có nghĩa là nhát như thỏ đế đó. Thì mình thấy là tôi muốn mời cô ta đi chơi nhưng mà tôi nhát quá, mình nói I want to ask her out but I'm too chicken. I want to ask her out but I'm too chicken. Đó là những cái động từ phrasal verb mà với cái động từ ask rất phổ thông mà mình muốn gửi đến các bạn. Tức là có nhiều cái giới từ khác nữa nhưng mà mình chọn lọc, mình chỉ dùng ba cái giới từ đó thôi. Các bạn thích, xin các bạn vào xem thêm những cái clip về động từ phrasal verbs nữa. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.